Chào tất cả bà con Người Tây Nguyên Xin gửi đến cho bà con Một mảnh đất Diện tích là 1 x 2 nha bà con Mặt tiền đường nhựa liên thôn Mặt tiền đường nhựa liên thôn nhá Đấy Ranh giới của mình đây Bên cả con này là của của mình Còn bên cả lớn kia là của người dân hàng xóm nhá Đấy chiều sâu của mình là 140 m. Hai mặt tiền đường. Một mặt tiền đường cấp phối và một mặt tiền đường nhựa liên thôn. Đây. Chiều dài của mặt tiền đường nhựa này là 83 m nhé bà con. Rất là ok, rất như ý. Đây mình đi vào trong cho bà con xem. Đấy. Một mảnh rẫy này thì quá ok rồi Rất là như ý nhá Đấy một mảnh đất này thì Rất là ok Đấy Hai mặt tiền đường Đấy có 400 cây cà phê con như thế này Và 700 cây cà phê kinh doanh Đấy chất đất thì rất là đẹp đường Điền thuần tiền có hơn 200 trụ tiêu. Đấy. Rất là như ý nhá. Đấy cái nhà rẫy của mình đây. Đấy nhà rẫy của mình đấy. Đấy à, thứ nhất là ở trên đất đã trồng hết toàn bộ cây cà phê rồi. Đây mình à, đi ra ngoài đường à, cho bà con xem. Đây nhà dân cư xung quanh Đây miếng đất rất là thực tế Vuông vắn nợ hầu Mặt tiền này của mình đây là 83 mét Đấy quá đẹp Đường điền wifi đầy đủ Thuần tiền cho bà con Rất là như ý nhá Nhà dân làm rẫy xung quanh nhỉ Từ đây hướng này đi ra là trung tâm xã là một cây số mà ra đến quốc lộ 14 a là ba cây mình đi ra đến trung tâm xã một cây số là có chờ trường học trạm y tế rất là thuận tiện dân cư thì quá sầm mốt luôn đấy miếng đất của mình thì rất là bằng phẳng nhà cửa ổn định sân giếng điền ba pha điền một pha đầy đủ hết Chủ nhà để lại hết tất cả cho bà con Đấy, một miếng đất này thì quá ok rồi Đấy, nhà dân đấy, Đến uh, Cái cột cổng này là hết bề ngang của mình 83 mét Đấy Rất là như ý nhá Đấy, quá đẹp luôn Sân, phơi Giếng, điền cà phê cây trồng trên đất đã có sẵn rồi đấy có hai ngôi nhà hai ngôi nhà đã một nhà lớn và một nhà nhỏ nhé sân phơi đầy đủ thuần tiền cho mình đấy một ngôi nhà đây lát gạch máy vòm sân rất là kiên cố đấy xung quanh nhà đã rào lưới b 40 hết rồi một phòng khách và năm phòng ngủ nhé bà con đấy cửa đầy đủ hết bà con mua vào chỉ có việc sơn nhà nhè xíu nữa là ở thôi Đấy bà cô này sinh năm 1952 Đấy một mình Thứ nhất là hai mẹ con làm Miếng rẫy này thì thứ nhất là cũng rất là vất vả nên cần bán lại. Ai có nhu cầu thì liên hệ cho người Tây Nguyên nhé. Đấy một phòng khách đây. Có đường điện đầy đủ đi hết toàn bộ rồi. Nhà cửa thì cũng rất là kiên cố. Nhà cấp 4 thôi nhưng mà cũng là được rồi. Cái này sơn nhà xíu nữa là vào ở thôi. Ngày trước bà cô đây mua cũng là 1 tỷ 2 Nhưng mà bây giờ giá cô mong muốn bán thực tế là giá 850 triệu Cô chấp nhận bao sổ cho bà con Đấy giá có thương lượng cho bà con nhé 5 phòng ngủ một phòng ăn Và một phòng bếp nhé đấy quá đẹp rất là tiền nghi đấy nhà cửa thì bà con xem rồi đấy nhà cấp bốn nhưng mà rất là chắc chắn đấy có phòng đã đóng lớp phong đầy đủ hết rồi nhé đây là phòng bếp rất là như ý nhá và cô này là ở hà nội mỹ đình vào ngày trước là cũng mua có trên đất này là 1 tỷ 2 rồi giờ bây giờ cô Thiền Chí muốn bán giá là 850 triệu nha bà con miếng đất này thì rất là bằng phẳng thuần tiền đất thì rất là tốt giá cả cũng hợp lý bà con ạ giá cả phải chăng có 850 triệu mà bao sổ nha bà con Bà con nên để ý cái ngôi nhà và mảnh rẫy này nhá Mua vào là có nhà cửa ở sẵn rồi Đầy đủ tiền nghi rồi Ống điền giếng bồn nước để lại hết tất cả Cho bà con Nên là rất là như ý Mà hai mặt đường là đấy quá đẹp bên này là nhà hàng xóm này nhà này quay hướng đông à, hướng nam nhá nhà này là hướng nam đấy ranh giới của mình đây đi thẳng ra cái cây cao lớn kia là à, một mặt đường cấp phối phía sau nữa dân cư cũng đi lại Xa mốt đây ca của mình đây là cũng à, hơn chục năm rồi mười mấy năm rồi Đấy, cà này là 500 cây này là hơn chục năm Và 200 cây là cà tơ năm thứ tư Đấy, bà cô vừa mới tưới xong Giếng, điền, thuần tiền Đấy, giếng đây, nước thì thoải mái nhá Đấy, chất đất này thì phù hợp cho bà con trồng cây trái cây lâu năm Cà phê, sầu riêng rất là ổn định, người dân ở đây là, thứ nhất là họ trồng cây trái rất là hợp. chất đất thì khỏi phải bàn rồi bà con nhé, rất là tốt. đấy sầu riêng đây, có trồng à, mười mấy cây sầu riêng nữa nhé, và một số cây bơ mít, nói chung là cũng à, sen canh sen cư ở trong rồi. đấy ranh giới thì nó rất là như ý vuông vắn miếng đất này thì quá vuông vắn nhé phía sau mặt đường sau là 86m là phía trước là 83 phía sau 86 thì đất của mình là rất là đẹp quan niệm thì nó rất là giá trị nở hầu nhé bà con còn nhà thì quay về hướng Nam giếng điền thuần tiền mình mua vào là đã có cây trồng trên đất rồi Rất là như ý nha bà con Đấy quá đẹp Đây cà phê đây là cà phê Năm thứ tư đây Đang kinh doanh đây Và hơn 200 trụ tiêu nữa Cùng uh, sắp thu rồi Đấy ranh giới thì rõ ràng Hôm nay người Tây Nguyên thì uh, Đi xung quanh Đất của mình để mình đi quay thực tế Cho bà con tham khảo Bà con ở xa nên là thật sự là rất là phải quay cho thực tế để cho bà con đến xem thì nó rất là như ý đấy một mảnh rẫy này thì quá đẹp rồi bà con không cần phải suy nghĩ gì hết đấy đây là mặt đường sau này hai mặt đường một mặt đường trước và một mặt đường sau đấy đến cái cột đây với cái cột cổng này cái cột gạch đây và cột cổng là chiều dài của nó là 140 m. Còn à, bề ngang này là 86 m nhé, mặt đường sau này. 86 m. Đường này là dân cư cũng làm rẫy làm nhà cửa sau này thì rất là nhiều. Đấy, rất là như ý nhé. Một miếng đất này thì quá đẹp rồi. Giá cả cũng không bao nhiêu tiền mà cách quốc lộ, cách trung tâm xã nó cũng rất là gần đấy đường đi là quá thuận tiện rồi bà con xem một mảnh rẫy này thì nhà cửa đến trung tâm y tế chỉ có một cây thôi nói chung là chờ trường học thì quá gần rồi dân cư thì là sầm út đấy rẫy của mình thì rất là vuông vắn đầy đủ đấy cây trồng trên đất đã trồng hết rồi mà giá là phải chăng 850 triệu Bao sổ Cho bà con Đấy rất là thiền chí nha bà con Đấy 850 triệu mà bao sổ nhé Giá cả không bao nhiêu tiền cả Mà Cái miếng đất này thì rất là vuông vắn Như ý Quá đẹp rồi Bà con uh, Cố gắng và Nghiên cứu được cái mảnh giày này Thì liên hệ cho người À uh, Tây Nguyên nhé Đấy một mảnh đất này thì quá đẹp Rất là thuần tiện đấy Nhà dân phía sau Cũng rất là nhiều Đấy cà phê của mình là 200 cây này đây Cà phê tơ năm thứ tư Và hơn 200 trụ tiêu Và mười mấy cây sầu riêng Đấy đường xã thuần tiền Đấy từ lúc đầu người Tây Nguyên quay cho bà con xem đó Mặt đường trước là nó thông qua cái phía đây Và tiêu này bà con thấy chưa Tiêu vẫn cứ tốt Đất này thì quá đẹp rồi Đấy, trên đất đã có 400 cây cà phê mới trồng đợt vừa rồi. Đấy, rất là như ý nhá. Bà con uh, mua vào thì có thể là Đấy từ đó đi ra là đường nhựa đấy Bờ biên của mình đây Ranh giới rõ ràng Đất thì rất là đẹp nha bà con Đấy nhà cửa thì ổn định rồi Đấy bà con uh, liên hệ cho người Tây Nguyên Theo số điện thoại 097 666 0424 Đấy, hoặc đăng ký kênh YouTube hoặc kết bạn Zalo theo số điện thoại trên nhé bà con. Đấy, một mảnh đất này thì quá tuyệt vời. Đất này là rất là bằng nhé bà con, rất bằng phẳng. Mặt tiền thuần tiền. Giá cũng chẳng bao nhiêu tiền cả. Rất hợp lý cho bà con. Đấy, bà con đến và thương lượng hoặc gọi điện trực tiếp cho người Tây Nguyên nhé. Để được tư vấn cái mảnh đất này hơn, cụ thể hơn nhé bà con. Tính ra thì một mét đất này thì chỉ có... Mà mặt đường thì chỉ có một mét chỉ có hơn 10 triệu thôi. Hơn 10 triệu xíu thôi. Đấy. Mà sâu là 140 mét mà hai mặt đường rồi Rất là như ý Nhưng mà mình tính theo mặt đường Còn đây thì mình tính theo giá rẩy Thì chủ nhà cũng cần mong muốn bán là giá là 850 triệu nhé Đấy đường nhựa của mình đây Đấy rất là thuần tiền Một mảnh rẩy này thì quá ok nhé đây rất là đẹp bằng phẳng Đã có cây trồng trên đất rồi Toàn bộ rồi Bà con chỉ có việc chăm sóc nhẹ nữa là được Kết hợp chăn nuôi Trồng sen canh sen cư ken trái nữa thì Quá ok rồi Đấy đã có sẵn cây cà phê Kinh doanh hàng năm mỗi năm mình cũng có một tí thu nhập nên là rất là được nha bà con nên là bà con có gì liên hệ cho người trực tiếp cho người tây nguyên nhé thấy bồn nhà cửa để lại hết tất cả và có một số cây sầu riêng cũng lớn như thế này hết rồi bà con nhanh chân mua thôi đây liên hệ trực tiếp cho người tây nguyên nhé đấy nó có sẵn hết tất cả rồi giờ chỉ có việc là sơn sửa xíu nữa thì về ở là được rồi bà con không phải suy nghĩ gì thêm ấy một mảnh rẫy của mình thì rất là đẹp rất bài bản Chủ nhà bán cũng rất là tiếc nhưng mà do lớn tuổi rồi không 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 làm được mà một mình thì làm rẫy làm sao được nên là cần bán cho ai có nhu cầu để mua cái mảnh rẫy này rất là hợp lý chủ nhà rất là kỹ sân phơi rất là kiên cố nha bà con đây nhà này Nhà cấp 4 thôi Nhưng mà cũng đầy đủ hết rồi Rất là đẹp Đấy nhà mình quay hướng Nam Mà dân cư thì uh, Rất là đông Điền đường thuận tiện Đầy đủ nha bà con Đấy chúc bà con Là tìm được cái, cái uh, Mảnh đất này mà ưng ý nha bà con Tiền nào của nấy nha bà con Đấy quá đẹp người tây nguyên rất là thực tế đấy bà con uh, mua qua người tây nguyên thì không phải suy nghĩ gì nhé đấy không phải uh, suy nghĩ gì người tây nguyên rất là thực tế nhé bà con đấy xung quanh cái uh, khu này cũng uh, rất là nhiều người dân ở các nơi cũng về qua người tây nguyên môi giới thì uh, người ta cũng ở và ổn định nhé Đất này đất tại vùng xã của huyện Chư Bứ tỉnh Gia Lai nhé bà con. Sổ sách đầy đủ nhé. Đấy bà con mua vào thì rất là ok rồi. Thân ái chào bà con nhé. Chúc bà con tìm được cái mảnh đất mà như ý. Đấy dân cư thì rất là ổn định nhé bà con. Thân ái chào bà con nhé.